Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Apple có thể dùng chip 3 nanomet một mình. Theo báo cáo của DigiTime, Qualcomm và MediaTek vẫn không chắc chắn liệu họ có muốn theo chân Apple và bắt đầu sản xuất chip 3 nanomet ngay năm nay hay không. Mặc dù vậy, cả hai đều hy vọng sẽ theo kịp tốc độ phát triển của Apple để cung cấp các mẫu chip cao cấp nhất cho flagship Android. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng sự không ổn định của thị trường và chi phí sản xuất chip 3 nanomet quá cao, lên tới $20,000 cho mỗi tấm wafer, dường như đã ngăn cản các hãng sản xuất chip cho điện thoại Android ra mắt chip 3 nanomet vào cuối năm nay. Mức chi phí quá cao khiến cả Qualcomm và MediaTek đều rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng nan. Qualcomm cung cấp chip cho nhiều flagship Android cao cấp, bao gồm cả điện thoại Samsung. Tình hình thị trường dường như ép họ bắt buộc phải có công nghệ quy trình chip 3 nanomet. Về phía Apple, hãng được cho là sẽ áp dụng công nghệ 3 nanomet của TSMC trong năm nay, bao gồm cả chip A17 Bionic của các mẫu iPhone cao cấp. Tin tức tiếp theo, độc lạ smartphone Android đầu tiên có Dynamic Island. Từ khi được giới thiệu trên toàn thế giới, Dynamic Island trên dòng iPhone Pro đã ngầm trở thành trend và là trang bị mang tính chất bắt buộc trên đại đa số smartphone Android trong năm nay. Chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu để thấy thiết bị Android đầu tiên sở hữu tính năng này, nhưng theo một cách không thể độc lạ hơn. Khá bất ngờ khi nó không đến từ một thương hiệu nổi tiếng. Chiếc máy có tên Li TV S1 Pro được sản xuất bởi hãng thiết bị điện tử tiêu dùng Trung Quốc Li TV. Về thiết kế cơ bản thì nó rất giống iPhone 14 Pro, nhưng mình xin đính chính đây không phải là chiếc điện thoại nhái vô danh. Li TV S1 Pro sở hữu con chip Hubin T7510 với hiệu năng ngang ngửa Snapdragon 7 series của Qualcomm. Đây là chip do Trung Quốc sản xuất và được các thương hiệu nội địa trong khu vực ưa chuộng. Vị trí được chú ý nhất, Dynamic Island trên máy dự kiến sẽ sử dụng được và được tùy biến cho một số tác vụ cơ bản. Tất nhiên là trên thực tế chúng ta không thể kỳ vọng nó hoạt động như trên iPhone 14 Pro được. Li TV S1 Pro sẽ được phát hành trong tuần tới tại Trung Quốc với mức giá khá mời gọi, rơi vào khoảng 3,4 triệu đồng. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. Trên tay Google Pixel 7a khi chưa ra mắt. Điện thoại Google đang ngày càng kém hot kém sang. Khi chiếc Google Pixel 7a còn chưa ra mắt thì nó đã được trên tay tại Việt Nam theo những hình ảnh được đăng tải bởi tài khoản chunvn8888. Theo đó, chúng ta biết được một vài thông số của chiếc smartphone này. Nó có 8GB RAM LPDDR5 của Samsung, 128GB bộ nhớ trong, tần số quét màn hình là 90Hz. Do thiết bị đã bị Google khóa truy cập từ xa nên không thể khởi động vào hệ điều hành, dẫn đến việc sẽ chỉ có một vài thông số ít ỏi như trên. Nhắc lại một chút về Pixel 6a, chiếc điện thoại ra mắt năm ngoái có màn hình độ phân giải Full HD Plus, tần số quét thông thường 60Hz, tích hợp chip Google Tensor thế hệ đầu tiên, cùng với đó là 6GB RAM LPDDR4X. Pixel 7a được mong đợi trang bị chip Google Tensor G2 với hiệu năng được cải thiện đáng kể, thay vì chỉ dừng lại ở mức độ cận cao cấp như phiên bản tiền nhiệm. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.